Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị nhé. Này hai anh em ra cái miếng ruộng này mình đặt rập chuột đường mòn nhé các bạn. Đặt rập chuột cơm, đặt theo đường mòn. Này đang gom hết mấy cái lọt cái đẳng các bạn. Trăm mấy chục cái luôn. 146 cái. Không biết đặt hết nổi không rồi. Với mới rập chuột cũng dâm luôn nha các bạn. Đây miếng này khoảng chừng 7-8 công gì. 7 công đất hả? 7 công đất rồi mà xung quanh ta xả hết rồi. Miếng này năm nay người ta không có xả gì á. Đường mòn chuột quá nhiều các bạn. Mấy anh em lấy mấy cái lọt ra đây đặt nha các bạn. Này hai anh em đặt trăm mấy chục cái rập này không biết đặt hết nổi không nè. Giờ thì tới đâu tính tới đó đi. Giờ tới đâu hay tới đó. Tại đường mòn hơi nhiều nha các bạn. Có miếng đất này thôi nhưng mà đường mòn dữ lắm. Bị láng luôn, láng như xe. Đây dài ở trong đó. Để hai anh em tranh thủ đặt các bạn. Đặt được nhiêu đặt, không biết đặt hết nổi không. Rồi. Hai anh em đặt nãy giờ xong. Hết trăm mấy chục cái nha các bạn. Còn cái này nó bị mất cái đồ gài. 147 hả? 146. Thì còn cái là 146. Tổng cộng hai anh em đặt nãy giờ hết 146 cái rập các bạn. Tại vì cái đường mòn nó chạy ra ngoài ruộng nè. Rất sớm này thì mình đặt quay cái họng vô trong nha các bạn. À, mấy cái rập này đều quay vô trong hết, mấy cái lỗ nó chui ra. Quay cái miệng vô trong. Tối nha, bên trong nó chạy ra. Chạy theo đường mòn nó dính nha các bạn. Tối mình đi thăm một giác. Mình bắt cả trong chạy ra xong rồi tối mình thăm xong cái mình quay ngược cái rập ra ngoài lại nha các bạn. Thì nó ra ngoài nó ăn xong nó chạy vô á. Con nào nó lúc chạy ra không dính thì nó chạy ra ngoài nó ăn luôn. Tối mình thăm cái mình quay ngược ra lại thì, lúc mà nó ăn xong buổi sáng nó chạy vô thì có thể dính tiếp. Bây giờ mấy anh em hồi nãy có đem theo 15 cái rập cúng nhum nha các bạn. Thấy mấy cái bụi rậm nè, mấy anh em vô kiếm đường mòn với hang này kia đặt nha các bạn. Đặt cũng không cần mồi luôn các bạn ơi. Bữa nay có không để mồi luôn. Về xong luôn. Rồi thấy đường mòn êm thì đặt. Không có cúng nhum thì có chục cơm. Này giờ mấy anh em đặt xong cái chút tối canh tối đi thăm luôn nha các bạn. Rồi giờ này cũng 7 giờ các bạn. Hai anh em đi thăm mấy cái rập chuột nha các bạn. Trong này đây, giờ chiều mấy cái rập cúng nhum. Okay, trong này nó bịch. Mấy cái trong này. Rồi, lụm. Nhum hay cơm? Nhum. Còn cái dưới nữa. Mày lấy cái này đi. Chừng bày nó. Đem ở đây, bỏ vô lòng luôn. Chừng bày nó còn bày con nữa. Khác chạy nữa sao. Vậy đặt đây hai cái nha. Con tôi. Để gì đó, để gì nhé. Nhét vô không được. Thấy gặp nhỏ. Nhỏ mà nhét chưa được. Mở đầu chưa. Chúng ta hả? Ồ, lập một tống nữa rồi bạn ơi. Chúng ta nữa nè. Bày. Chúng ta mình ở nhà cũng bộn dữ lắm mà không dài cho ăn quá xá. Trời ơi. Từ cái vô hết luôn á.
đi vô hết. Dẫn không có nữa cho nó bằng lý nha, không lấy gì thì được. Hôm nay gặp thịt cơm nữa rồi, chưa thấy gì trên ta khúc này. Bành bành không nha. Được thì mau có ký. Con hỏi chạy kìa. Trời ơi, nó chạy ra ngoài quá. Đây con nữa nè. Chạy ào ào luôn. Sao có gặp này lật luôn nè. Nó dính cái gì? Đây con nữa nè. Chị ra gọi điện thoại đảo lên, đảo dính nữa, giái không bá thì bá không. Có ký à, có ký. Đây một con nữa rồi, đó một con nữa. Con này cũng trọng nha, con trong này hơi bé anh tí nè. Đây con này, hai con luôn. Đây con chuột lý nữa, đây con chuột bự. Rồi thẳng con nữa kìa. Chờ đắng đi nha. Được nha. Kiếm vài chục được. Vài chục được. Đang trăm mấy đây mà. Nè, nặng rồi nè. Thì dính đó cô kìa. Vô cho cô kìa. Ôi nhóc luôn sư phụ. Ní lúc này đặt bít đường đi mà không cho mày chạy ra luôn à. Dính rồi. Dính nè. Rồi dính nè. Dính nè. Ô đằng kia nữa kìa. Gặp nó không còn đủ chất lượng nữa. Rồi một bội vậy. Chút mấy xích đẳng mình có quay đầu kìa, dính thích nằm đó nữa. Phèn, phèn, gạo không à, mấy cái đường mòn lỗ lỗ gì đặt ngay đó để chạy ra. Đây nữa, ở trong bờ nó chạy ra. Đây con chà bá cũng nhìn tơ, nhìn tơ vô cái cứng cái gập luôn.
mấy cái nãy tung tung lôi đi là cái chừng cúng tê cúng nhum nè. Thôi vô cái trứng nó gặp. Ồ nó bự hơn hai con kia nữa. Bự hơn. Ờ lớn hơn cỡ nè. Đó nó kêu trong đó kìa. Đó. Cắn lộn nó kêu nó cục quá. Mấy con cúng nhum đi. Còn đây nữa nè. Ồ dính 3-4 cái luôn. 4-5 cái luôn, liên tiếp luôn, cái nào cũng dính bây giờ các bạn. À, đây một con nè. Đây một con nè. Đây một con nè. Bên đây một con nè. Nó kêu trong cái đó cái quá xá kêu rồi. Kêu trong cái cục đó đó. Từ từ. 5 cái, 5 con liên tiếp luôn nè. Từ từ. Ồ nó kêu cho mấy cái lùm xậy đó nữa kìa. Kia nó ra còn dữ nữa. Đầy giọng luôn rồi. Dính cái này. Thôi mình đảo lại chừng dính nữa. Dính. Đường mòn nó quảng nó chạy sắn vô gặp thôi. Con trong đó bự. Nặng dữ vậy ta. Cứng gập rồi. Lòng làm cái lòng này thử thử thách nhiều con ha. Bây giờ có 20 con rồi chết à. Đều gan ha. Gan. Trên 20 rồi đó. Đây 2. Một em, chờ bá. Hai con vô một gọc. Hả? Ừ. Hai con vô một lợp luôn các bạn. Quay ra quay vô là hai cái. Hai con dồn vô một cái. Hai con dồn vô một cái, đây con nữa nè. Nhích nhích đây nữa. Nhích đây một cái nữa. Ồ, nó còn chạy nữa kìa. Làm gà cũng kịp sư phụ ơi. Nó gặp hơi nghiêng. Quá dính nè. Nó sẽ dính nè. Đưa ra ngoài rồi. Chạy ra ngoài này lụm. Đây nè. Có một cái ở đây nè. Cũng muốn hết rồi. Còn có trên chục nữa. Cái gì chưa trên chục cái nữa. Cái là mấy cái nữa đây. À, đây nè. Đây ba cái hai con nè. 4 cái, 3 con. À, 5 cái, 4 con. Chỉ có cái này không dính nha các bạn. Cái này nè, 1 con nè. 2 con. 3 con. 4 con. Rồi rồi. 2 con chết luôn rồi đấy ơi. Để chạy cái đầu kìa. Nó dành nhau vô nè. Nó ngồi đánh dữ. Ờ,
chắc con bự nữa chứ. Mời là để chuột sống bán luôn. Nhu cầu mặn mặn luôn ha. Yêu cầu mặn mặn luôn. Sáng nữa con cá là chắc cứng cái vỏ này quá. Cứng. Sáng nữa là cứng chưa. Cái này cái quay ra nó chưa chạy nè. Bị chết uổng không? Thịt giái luôn. Sáng phí rồi đã. Rồi chạy luôn. Nó chạy em giọng không thể chạy gặp nữa. Lần này còn mấy cái nữa. Này dính nữa. Mấy cái này dính nữa. Này con này cũng bự luôn rồi. Ê, bộ ra, cho cấm dung bộ ra. Chưa bộ các bạn. Còn đó, còn hở dữ lắm á. Hết rồi, còn có người nữa. Cái chứ, mình chế lên chạy. Chạy cái đó kìa. Chế lên. Mình chuẩn kêu ra đó. Dỡ lên lên. Rồi xong cái này đi cho tính. Đầy quá rồi. Dễ kêu ra bạn. Dễ thì kêu đi. Nhưng bự nữa. Dễ thì kêu đi bạn. Rồi, làm nó lại. Sửa cái giờ cứ rộng chuột. Cứng rộng rồi bạn ơi. Rồi, anh em đảo tay ga về coi. Về qua sơ lược cái anh thấy có lùm em nào nữa không? Mấy cái nó nhập hàng nó tung lôi ra ngoài đó, nó không có cái sự cống. Anh nhìn tôi. Rồi, hai anh em về tới nhà nha các bạn. Thành quả hôm nay được nhiều chuột các bạn. Bỏ trong này nó cắn lộn chết mấy con rồi ba. Chắc bắt keo mằng mới được nha. Bắt keo mằng. Rồi ấy vô còn chụp mạnh mạnh không giờ cắn lộn nhau chết. Ồ chết ngóc chưa đương ơi. Chặt quá mà. 40 trên 40 con. Ghê hồn không bà. Dính. Cắn lộn nhau nó ngủ nhiều đó không. Đó giờ mằn bỏ tủ lạnh nha bạn. Này lộn lại đi sáng là tính. Sáng hai anh em tiếp tục đi thăm tiếp nha các bạn. Rồi. Sáng hai anh em qua tiếp tục gom mấy cái lập chuột nha các bạn. Sáng này tình hình chắc dính hơi yếu rồi các bạn ơi. Tối dính cũng được khoảng chừng 4 kg chuột các bạn. Mấy chục con á. Sáng này dòm thấy dính hơi thưa rồi. Đó, vô đây luôn hay gì? Chờ vô làm sắp lại nó gì hết. Ừ. Gom mấy cái đó trước đi rồi, con nào dính cái mình cho vô lòng luôn. Trời. Trời này gặp là dừa. Lạp dừa.
sáng nay không biết được thấy gặp trống nhiều quá bạn ơi, kiếm chắc chục ngoài con. Tối chắc cỡ 30-40 con đó bạn. Đây có. Sắp hàng ở dưới này, sắp gì khó. Ừ. Hàng dài lên. Đây, nghe em nữa. Rồi ơi, hai ba con tơ luôn quê. Rồi. Tơ. Thôi con này. Tới nhỏ luôn. Tơ bé. Này được. Hôm nó dính không, sau này thấy ham luôn. Dính 4-5 cái gặp nó dính liên tiếp. Dính hơn cái tường đá nè. Này em này bự nha. Ừ. Trong cái lùm này nó còn phiêu nữa quý. Có. Nó khôn không chịu ra. Bắt được cái nước lên. Tối đó. Đó. Giờ này nó còn kêu trong đó nè. Cái lùm này. Đó. À, coi việc gì cho nó có lợp không? Kêu cái vẻ thì lợp gặp. Đây dính được em cống tơ nha các bạn. Tối cũng còn cống tơ nữa. Một bầy của nó đây thôi. Bầy nó có lớn không? Vô dính nó chặt đuôi. Sáng này dính yếu hơn là tối nữa bạn. Sáng có con bị ngủ rồi bạn. Con nó dính đuôi rồi. Con này ngủ. Con cái ngâm này vô nó khù dữ rồi. Đây con chà bá. Chuột con nu rồi. Bằng không? Ừ. Vô một cái cứng gập thôi. Cái gặp trong má nó đặt phết lỗ dần thấy chưa, không có cái nào bị bít. Đây, em chà bá nữa đó em rồi. Đây anh em nữa. Ui thằng này chụp bành bành không đấy rồi. Ngon lúc này bắt ra được. Ừ. Ôi con này nè. Ôi nó bự kìa. Nhưng mà lúc này mình bắt ra được mấy con. Bắt cũng đắng rồi. Nào lấy ra. Xứng đáng. Khủng gì? Không? Chục cơm lớn lớn không? Vậy nó mới cất ký.
Vô mấy con đó nặng. Nặng gập. Cái này có cây sập không dính. Chạy đá đít thì thằng này dính. Đây con. Thằng đó con nữa. Đó rồi. Như dính hai con nữa hết thì đó, con đó với con này. Ừ. Ở đây hết rồi. Đây cũng vớt được con bự nữa nè. Ừ. Bá lửa luôn. Khu này còn chục nhiều dữ lắm quá. Nó chạy ra ngoài nó ăn. Mấy cái đây đặt theo mấy đường mòn nè. Ừ. Đặt tốt ngoài này. Đặt tốt ngoài, đặt theo mấy đường mòn vậy đó. Đùi quấn đâu vô đó. Chục thứ này màu có ký. Ba nữa hả? Nó nằm còn, bốn nằm còn ký. Rồi, một cái con cơm. Rồi, cái này tối dính cống nè. Không. Sáng dính cơm. Hai cái này dính con cống con cơm. Ăn cơm kìa. Vàng ôm luôn rồi, uống nuôi rồi mấy chục này. Trời đã luôn. Chuột cái này ú ú không à? Mình đặt ở đây hai cái, hôm qua dính được con cống tơ nè. Sáng này chết rồi. Cái này cây dính rồi. Rồi lượm cống. Đúng không? Hai cái ha, tối dính con, sáng dính con ha. Ngon lành. Con tơ rồi. Dạt cái đường quá êm mà. Đó, một con tơ nữa. Tơ gì nuôi sao nổi. Cho ăn không cũng tàn mạc. Đâu có đủ ốc cho nó ăn đâu. Rồi. Bây giờ hả? Chạy đâu cho thoát em ơi. Đèn vô cũng già. Đó. Ui. Mày là không được. Gặp luôn. Không, không muốn không được luôn. Lửa, tao nói lửa luôn. Tới. Con lành. Không có mồi, không có mồi, không được nha. Mà lùm nữa, lùm nữa. Rồi, cái này đi gì cả gì cả. Sập mà xuống ngược. À. Bày tơ đó. Không thôi là hai con luôn ha. Sập xuống ngược. Vui vui. Buồn ghê nha. Sơn cỡ một à. Bày cái nó lòng vòng ở đây nè. Đám sậy quá xá mà vô ăn sậy. Hai cái hai con rồi. 15 cái gặp cung nhùm lớn của mình là được 4, 3 con rồi ha. 3 con cơm còn để 6 cái nữa. Tối 1 con nữa chứ. Tối 2 con chứ. Mà mình tham cái khúc đẳng mà. Cho người 6 cái. Lượm. Đúng không? Lượm con. Hai cái lượm con cho nữa. Cho nữa hả? Bày tơ nó chạy em vòng ở đây thôi nha. Tơ. Cái đó có để coi. Lấy hai cái này. Cái này vớt luôn. Đừng yên mới vớt nha. Rồi, cái này luôn. Cái sáu này, cái này kiếm con hai con á. Con tơ. Rồi, dính cái đùi. Còn hai cái nữa mà. Đó lụm nữa hả? Phù khè. Tơ, tơ hay giờ là gì? Tơ nữa hả? Vô nguyên bầy tơ của nó cái luồng ở đây rồi. Nguyên cục sậy này từ bên đó vào bên đây. Bầy của nó à. Nhất sáng làm cái con già mà như tơ lớn không chứ không?
Tối giờ mình làm đâu 5 con to hả ta? Tối 2 con. Tối 2 con. Ra ngoài đi, vô sợi này quá bịch lắm rồi. Đấy. Thầm bữa tối buổi sáng dữ lắm rồi bạn ơi. Đấy chụp. Con gà. Bữa tối cũng hai con tơ. Gặp nhỏ cũng dính con tơ nữa. Sáng nay tổng cộng là 4 con tơ hả? 4 con tơ, con gà, con cơm. Con gà. Tối 2 con tơ nữa. Rồi cũng như gặp cũng nhầm là 6 con tơ, con gà. 7 con. Dính muốn hơn nữa nè. Gặp nhỏ cũng dính được 2 con tơ nữa nha. Ừ, sáng tối con. Con sáng con. Quá rồi. Dàn cục tơ này về rộng cắt điên luôn rồi. Ăn chịu gì nổi. Thôi, giờ mấy anh em về nha các bạn. Thôi, giờ mấy anh em xuống vỏ hết rồi các bạn. Gặp chuột đồ đem xuống hết rồi. Giờ chuẩn bị chạy về nha các bạn. Khúc này lục bình quá. Này chắc tối nay mình kiếm nhái. Mời cắm câu ở đây đi. Khúc này bích quá trời bích rồi nè. Ngon quá. Thôi, mấy anh em về tới nhà. Thành quả hôm nay chuyến đi đặt rập chuột đường mòn thành quả bội thu nha các bạn. Tối một lồng nè, tối là nó chết cả chục con rồi. Mấy anh em làm rồi đó, làm bỏ tủ lạnh cái chục con rồi. Sáng nè, sáng cũng được chục ngoài chuột, còn trong này chắc cũng còn hai mấy con à. Đóng luôn. Đó, ngồi cái sáng mình cắm đó. Ừ. Công tơ, con già. Cơm bá nữa. Tổng cộng của mấy anh em hồi tối tới giờ là được 2, 4, 5, 6, 7 8, 9 cắm 7, 8 8 con 9 con 9 con hả? Tới 3 con phải không? Tới 3 con. 9 con con còn công già 8 con công tơ nữa các bạn ơi. Chuyến này nuôi công tơ dữ lắm rồi. Trứng chuồng rồi. Tóm chạy ra con thả lên vô bắt được thái vòng rồi. Rồi. Giờ mấy công tơ mình rộng lại nha bạn. Chút cơm. Giờ là công tơ công già có đầy đủ rồi đó. Rồi chục cơm nữa. Cái này bây giờ mình trước tiên mình rộng đôi đi. Ừ. Con nào yếu thì mình mần trước để Phương gọi anh em rồi có ai mua chuột cái mình làm mình giao luôn nha các bạn. Cái đó lắm rồi. Này nhiều lắm rồi. Cái đó em là khoảng chừng 3 ngày nó qua đẩy cái là lúc đó. Cái nó mới sừng sương nha. Video đi đặt rập chuột đường mòn của mấy anh em đến đây chắc Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn. Chào cô chú anh chị nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Thành quả quá bội thu luôn nha các bạn. Tới luôn chứ. 2 buổi 6kg chuột, 7kg chuột, tính luôn chuột cống nhóc 7-8kg. Có, 7-8kg là bình thường. 2 buổi.